Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân Thọ tốt nhất Việt Nam và Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân Thọ đổi mới vượt bậc năm 2022 do tạp chí Tài chính và Ngân hàng Toàn cầu bình chọn. Bảo Việt Nhân Thọ là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất tại Việt Nam có mạng lưới 76 công ty, phủ rộng trên tất cả 63 tỉnh thành cả nước. Năm 2022 là một dấu mốc đặc biệt của Bảo hiểm Nhân Thọ, ghi dấu chặng đường 26 năm tiên phong khai mở và phát triển cùng thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong 26 năm qua, Bảo Việt Nhân Thọ đã luôn là một trong những thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, là thương hiệu Việt lớn nhất và duy nhất trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp của Bảo hiểm Nhân Thọ trong suốt thời gian qua, ngày 1 tháng 5 năm 2022, Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam vinh dự nhận được hai giải thưởng quốc tế uy tín là Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân Thọ tốt nhất Việt Nam và Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân Thọ đổi mới vượt bậc năm 2022 do tạp chí Tài chính và Ngân hàng Toàn cầu bình chọn. Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên gia tài chính chia sẻ các giải pháp đầu tư, quản lý rủi ro, mang đến sự bình an, hạnh phúc cho mọi người. Lãnh đạo Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh cũng đã trao những phần quà sinh nhật, những phần quà cho các khách hàng nhiều năm tham gia Bảo hiểm Nhân Thọ, trao thưởng chương trình khuyến mại, cuối năm may mắn, đầu năm phát tài.